Rồi mến chào anh em đam mê cá nha. Ở này lên hai dòng guppy nha. Thì dòng đầu tiên là dòng Tobass BDS nha. Bơi thế đã. Dạy cho nó xa xa ra nè. Bơi ra nè. Bơi theo tay. Nhìn thấy cân nha. Thì cái dòng này bên tiệm đang bán giá là 30.000 một cặp nha. Anh em nào có nhu cầu tìm giống Tobass BDS thì ủng hộ nha, 30k một cặp. Thì bên tiệm sẽ ship từ 5 cặp trở lên nha. Còn anh em nào mà tới tiệm mình mua thì sẽ có giá ưu đãi hơn rất nhiều nha. Tobass BDS. Cái này mình đang quay cá trống nè. Quay ở dưới này thì nó chá nắng cho nên quay nó không có đẹp. Bản đuôi rất là bự nha. Đuôi to lắm. Cái bản đuôi chưa? Đuôi rất là bự nha. Tại vì mình không có quay trong cái hồ sâu nha. Cái này là mình quay trên cái hồ mình nuôi luôn. Cho nên nó không có được đẹp như những cái người khác người ta quay trong cái hồ sâu rồi ta làm cho nó tỉ mỉ nha. Còn mình cứ quay đại trên cái hồ mình đang nuôi luôn. 30k một cặp. Bơi. Cá rất là lanh nha. Ship từ 5 cặp trở lên nha. Cá rất là lanh luôn. Đó, cá mái rồi. Ở đây mình đang nuôi đẻ nè. Thì cái dòng Tobass này anh em nuôi trên cái nền đen thì nó sẽ lên màu đậm nha. Nếu mình nên nuôi cái nền trắng như là thùng xốp rồi thì nó cá nó sẽ trắng tinh luôn nha. Nên mình không thấy màu được nha. Anh em nuôi cái khay đen, nền đen thì nó sẽ lên màu đẹp hơn. Đây mình nuôi cho nó xanh sản. Anh em thấy cá rất là mạnh nha. Mạnh khỏe đàng hoàng. 30k một cặp. Tiếp theo là cái dòng Abigon sinh thu nha. Abigon sinh thu, dòng sinh thấu á. Ri bông cũng có luôn nha. Ri bông mà không ri bông cũng có luôn. Lộng sọng tùm lên cho mẹ luôn. Để mình đáng lấy lét nét một con cho anh em mình xem. Nó hơi cháo quá cho nên quay nó hơi khó nha. Thì dòng này cũng 30k một cặp luôn nha. Ship từ 5 cặp trở lên nha anh em. Cái này là dòng cá tơi nha. Cái này về mình nuôi khoảng nửa tháng nữa là bắt đầu sinh sản nha. 30k một cặp. Còn bữa nay lên có hai dòng à. Anh em nào có yêu thích thì mua ủng hộ mình nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều luôn.